Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 178. Giết. Hai ngày sau, Thẩm Diệu dậy thật sớm, La Đàm cũng đã sớm trang điểm xong. La Đàm xưa nay có tính cách hoạt bát, không chịu ngồi yên trong phủ. Từ lần ra ngoài trước, Thẩm Khâu và La Lăng liền hạn chế số lần Thẩm Diệu và La Đàm ra ngoài. Dù cho có ra ngoài, cũng phải mang theo một chuỗi dài thị vệ. Thẩm Diệu tất nhiên không để ý, vì nàng không phải là một tiểu cô nương 16 tuổi thực sự, vốn yêu thích yên tĩnh, ở trong phủ lâu thêm chút cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là La Đàm, cực kỳ không quen với việc này. Mỗi khi nghe nói có thể ra ngoài, bất kể lý do gì, nàng luôn tràn đầy phấn khởi. Thẩm Khâu và La Lăng dặn dò vài câu, lại để thẩm diệu mang theo A Chí và Mạc Kình. A Chí và Mạc Kình là thị vệ có võ công tốt nhất trong thẩm phủ, bây giờ trở thành thị vệ thân cận của thẩm diệu. Thẩm khâu nói, không cần ép buộc bản thân, nếu có gì không thoải mái, cứ rời đi ngay, không cần kiêng kỵ. Thẩm khâu ban đầu không đồng ý việc thẩm diệu đi dự buổi gặp gỡ do thẩm đông lăng mời. Không hiểu sao, thẩm khâu không có cảm tình với thẩm đông lăng mặc dù thẩm đông lăng không rõ ràng như thẩm thanh và thẩm nguyệt nhưng thẩm khâu luôn cảm thấy thẩm đông lăng không phải người tốt nhị phòng của thẩm gia gặp nhiều chuyện lớn nhưng thẩm đông lăng và vạn di nương vẫn bình yên vô sự cộng thêm chuyện hoán thân giữa thẩm nguyệt và thẩm đông lăng trước đây thẩm khâu cảm thấy điều này không thể tách rời khỏi thẩm đông lăng có lẽ do bản năng của người từng trải qua chiến trường thẩm khâu không muốn dính líu quá nhiều với thẩm đông lăng và cũng không muốn thẩm diệu tiếp xúc gần gũi với nàng ta nếu thẩm đông lăng có ý đồ xấu muốn lợi dụng thẩm diệu để đạt được mục đích riêng thì thật không tốt thẩm diệu cười nói ta biết còn có biểu tỷ đi cùng ta không sao đâu la đàm cười hì hì nói đúng vậy khâu biểu ca muốn yên tâm thì có thể đi cùng chúng ta thẩm khâu lắc đầu quân bộ còn có việc hơn nữa ta là một kẻ thô lỗ, đi phẩm hương làm gì, chỉ tổ làm mất mặt. Giống như đồng văn quan môn đối với võ tướng thô lỗ không lọt nổi mắt xanh, võ tướng cũng không thể hiểu nổi quan văn. Thẩm khâu không hiểu phẩm hương có gì hay, huống chi còn có người thiêu một lượng hương đắt đến mấy trăm lượng bạc, thật là làm người kinh ngạc. Là đàm nói, yên tâm đi khâu biểu ca, ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu biểu muội. Thẩm khâu nhăn mặt giáo huấn, bằng ngươi này võ vẽ mèo quào. Lần trước suýt chút nữa mất mạng, còn phải lao đến cao thái y trị liệu hơn tháng. La đàm sợ nhất là nghe nhắc đến việc này, vội vã le lưỡi cầu viện nhìn về phía la lăng. La lăng mỉm cười nói, bất kể như thế nào, luôn phải cẩn thận. Phẩm hương xong thì sớm trở về, trời tối nhanh, cô nương ra ra ngoài không an toàn. Khi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thầm diệu, ánh mắt đầy thân thiết khi tin tức thái tử có ý định cưới thẩm diệu lan truyền la tuyết nhạn vội vã muốn thu xếp một hôn sự cho thẩm diệu người đầu tiên lên tiếng chính là la lăng la lăng có nhân phẩm và gia thế tốt cũng là người trong nhà la tuyết nhạn coi trọng nhất là la lăng sau đó vì lời nói của duệ vương hôn sự bị hoãn lại la tuyết nhạn không còn vội tìm hôn sự cho thẩm diệu nhưng la lăng đã tỏ rõ tình cảm với thẩm diệu vì thế mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn Tình ý này, dù thầm diệu tọa chấn lục cung, nhìn quen sự đời cũng không thể làm ngơ, chỉ có thể hơi lảng tránh, đa tạ lăng biểu ca quan tâm. La đàm thúc giục, được rồi, mau lên đường thôi, nếu không trên đường muộn thì không tốt. Hai người nói lời từ biệt, lên xe ngựa đi về phía trước. Trong xe ngựa, la đàm nói, tiểu biểu muội ngươi nghĩ thế nào? Thẩm diệu quay đầu nhìn nàng, không hiểu, nghĩ gì cơ? người nghĩ sao về hôn sự của mình La đàm lo lắng dù bây giờ chuyện với thái tử tạm hoãn nhưng người cũng sẽ phải lập gia đình hôm kia ta nghe cô mẫu nói năm nay phải định hôn sự cho ngươi nếu không phải thái tử thì cũng là người khác điều kiện của ngươi tốt khó tránh khỏi người ta nhòm ngó thẩm diệu không nói gì địa vị của thẩm gia tại minh tề thực sự rất xấu diệu nếu dùng đúng đó là thanh kiếm sắc bén Dùng không đúng thì đưa tới mối hỏa. Có một điều chắc chắn, Hoàng thất Minh Tề chỉ kiêng kỵ Thẩm gia, họ muốn binh quyền trong tay Thẩm Tín, không quan tâm người cầm binh là ai. Nếu một ngày nào đó, người cầm binh tự trọng thì không thể tránh khỏi thử thách. Cho nên, nàng là đích nữ duy nhất của Thẩm gia, việc hôn nhân có ý nghĩa vô cùng lớn, đôi khi không thể tự mình quyết định mà phải chịu sự sắp đặt của người khác. Bất giác trong đầu Thẩm Diệu hiện lên lời của Tạ Cảnh Hành ngày hôm đó, "Chuyện này giải quyết xong, ta sẽ cưới nàng, Thẩm Kiều Kiều." Hắn nói điều đó một cách thoải mái, như thể không phải là một lời hứa mà là một sự đảm bảo. Điều quan trọng nhất là lời nói của hắn mang theo một sự tự tin tuyệt đối, như thể điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng làm sao có thể chứ? Một là đích nữ của tướng quân Minh Tề, một là rợượi vương của đại lương quốc lực đại lương mạnh mẽ, thân phận của Duệ vương cao quý, đến công chúa Minh Tề gả đi còn phải xem là trèo cao, huống chi là nàng. Hơn nữa, nếu nàng thật sự gả đi, địa vị của thẩm gia sẽ ra sao? Thực sự là một việc khó khăn. Thẩm diệu trầm tư, không ngờ bị la đàm đẩy một cái, nàng mới tỉnh lại, chỉ nghe la đàm nói, ngươi suy nghĩ gì mà sâu xa thế, ngay cả câu hỏi của ta cũng không trả lời. Thẩm diệu hỏi, Ngươi hỏi ta gì cơ?" La Đàm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, một lát mới nói, "Ta hỏi ngươi, trong số những người cầu hôn, ngươi thích ai nhất?" Thẩm Diệu sững sờ, La Đàm đã vặn đầu ngón tay tính, lăng biểu ca ôn nhu săn sóc, lại biết rõ gốc gác. "Tô Minh phong tình sâu đậm với ngươi, Tô phu nhân cũng rất thích ngươi." Phùng Tử Hiền có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại được Phùng An Ninh che chở, ngươi cũng sẽ sống tốt ba người này đều là thanh niên tuấn kiệt, la đàm đến gần thẩm diệu, quan sát kỹ nàng, người thực sự không có cảm tình với ai sao? Thẩm diệu bật cười, không có. La đàm ngồi thẳng người, từng bước dụ dỗ tiểu biểu muội ngươi không nên khó tính quá. Mặc dù mọi việc đều muốn đạt tới sự hoàn hảo là tốt, nhưng yêu cầu quá cao cũng không tốt. Ta nhìn thấy, ba người này đã là những người tốt nhất ở định kinh nếu đặt ở tiểu xuân thành chỉ sợ các cô nương tranh nhau làm thị thiếp ba người này đều đồng ý không nạp thiếp nàng nhìn thẩm diệu một lúc rồi lắc đầu than thở nhưng cũng đúng nhìn ngươi không có tình cảm đặc biệt với ai chắc chắn là chưa động lòng theo lời trong thoại bản khi cô nương động lòng sẽ có mặt đỏ như dáng chiều lòng như nai vàng ngơ ngác có lẽ ngươi vẫn chưa cảm nhận được điều đó thẩm diệu nghe la đàm nói lung tung Bất giác buồn cười, nói, ngươi nói lung tung gì đó, chuyện của ta không cần ngươi lo, có lẽ ngươi bị bệnh. Ngươi đừng nói, là đàm bưng cổ họng mình, mấy ngày nay cuốn họng ta khẩn trương, có lẽ do buổi tối ra ngoài gió, muốn tìm Cao Đại Phu xem bệnh, nhưng mấy ngày nay không thấy bóng dáng. Là đàm có chút bất mãn, thật là không có y đức. Thẩm Diệu không nói gì, dù không kể đến thân phận thực sự của Cao Dương là triều thần Đại Lương. Ngay cả tại Minh Tề cũng là ngự y, suốt ngày đi xem bệnh đau đầu nhức óc, chỉ có La Đàm mới làm được việc này. Ở một nơi khác, Thẩm Đông Lăng đang trang điểm. Hôm nay nàng trang điểm đặc biệt mộc mạc, gần như không trang điểm gì. Mặc một bộ áo dài màu tùng hương, vải áo tự nhiên là cực kỳ đẹp. Đồ trang sức cũng đơn giản, chủ yếu là ngọc sức. Hạnh Hoa nhìn phải nhìn trái, nói: phu nhân vì sao hôm nay trang phục đơn giản như vậy? Tuy phu nhân trời sinh quyến rũ, nhưng ra ngoài thì không phải càng kiều diễm càng tốt sao? Người biết gì? Thẩm đông lăng tỉ mỉ chỉnh trang trước gương, nàng có dung mạo đẹp, rất giống vạn di nương thời trẻ, dù là đơn giản như vậy, cũng toát lên vài phần xinh đẹp. Khoảng chừng vì thành hôn, nàng thêm vài phần phong vận. Trong phủ, hạ nhân thường nói lén, bảo thẩm đông lăng có dung mạo thiếp diện. Gia đình giàu có, chủ mẫu thường có ngũ quan đoan chính, dịu dàng có phúc. Thẩm đông lăng lại có đôi mắt lớn, cằm nhọn, xinh đẹp như hồ ly, điển hình của thiếp diện. Vương phu nhân và vương lão gia cũng có lời về điều này, nhưng vương bật yêu thích, nên mọi chuyện khác đều có thể bỏ qua. Thẩm đông lăng tỉ mỉ chỉnh trang một lúc, rồi nhổ chiếc châm ngọc trên đầu, thay bằng một cây châm bạc đơn giản hạnh hoa muốn nói lại thôi thẩm đông lăng nói không cần suy nghĩ nhiều ta không phải nhân vật chính hôm nay trang phục đẹp đẽ lại làm lu mờ người khác sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy còn nhiều cơ hội tranh diễm lần này không cần hạnh hoa nghe vậy nói phu nhân đoan trang trời sinh không cần so cũng là hạng nhất khuôn mặt đẹp thẩm đông lăng nghe khen thì vui vẻ nhưng điều làm nàng vui hơn không phải là lời khen hôm nay là ngày để tần thái tử nhất kiến trung tình với thẩm diệu nàng chỉ là người làm nền càng làm mình lu mờ càng tôn lên phong thái của thẩm diệu nhân duyên này mới càng thêm thuận lợi chỉ cần có nhiều người chứng kiến lương duyên càng nhiều công dân càng tốt vương bật cũng sẽ tới như vậy lúc nào cũng nhắc nhở thái tử công lao lớn nhất thuộc về vương bật thẩm đông lăng đứng lên liếc nhìn thiệp mời thời gian là giờ tị còn rất sớm Nàng nói, trước tiên đi ăn cơm với phu quân, sau đó đi dịch phượng các, vừa vặn thời gian. Nàng không biết, khi nàng cùng vương bật ăn điểm tâm, Hoàng Phủ Hạo cũng đã ra ngoài. Phẩm hương được tổ chức tại dịch phượng các, nơi này nằm ở vùng ngoại ô định kinh, là nơi tiên hoàng đế tu sửa tặng tiên hoàng hậu. Tọa lạc tại dịch phượng các, dưới là hẻm núi sâu thẳm, trên là bầu trời xanh thẳm gia đình giàu có thích phong nhã thường yêu thích đến đây phẩm hương một nén nhang cháy lên gió nhẹ thổi qua hòa với trời xanh làm lòng người rộng mở mặc dù đã là mùa đông nhưng dưới hẻm núi phủ đầy tuyết trắng nấu tuyết phẩm hương lại có một hương vị đặc biệt hoàng phủ hạo nhìn tấm thiệp mời tinh xảo trong tay nở nụ cười chế diễu tại một nơi mỹ lệ như thế này để có thể nhất kiến trung tình với một nữ thần tử thật sự nghe cũng không tệ. Tuy nhiên, hắn chỉ đóng vai một diễn viên trong vở kịch mà thôi. Thị vệ của Hoàng phủ Hạo tới thông báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Hoàng phủ Hạo nhíu mày, đứng dậy hướng ra cửa. Dù sao đi nữa, tấm thiệp mời yêu cầu phải có mặt tại Dịch Phượng Các vào giờ Thìn, khá sớm. Phải dậy thật sớm, nhưng vì vai diễn, hắn chỉ có thể đáp ứng. Dịch Phượng Các nằm ở vùng ngoại ô, cách khá xa định kinh thành, gần như phải khởi hành từ lúc sáng sớm. Đến vùng ngoại ô, còn phải đi qua một đoạn đường núi. May mắn thay, có một con đường dành riêng cho xe ngựa, không quá khó đi. Khi đến nơi, cũng đã mất khá nhiều thời gian. Hoàng Phủ Hảo để thị vệ của mình lại giữa sườn núi, một mình đi về phía trước. Tấm thiệp mời yêu cầu không mang theo thị vệ để nhân duyên trông tự nhiên hơn thái tử sẽ sớm đến nên không cần nhiều người theo hoàng phủ hạo không lo lắng về nguy hiểm thái tử chắc chắn đã bố trí thị vệ và hắn không tin thái tử sẽ ra tay với mình nếu có chuyện xảy ra thái tử cũng không thoát khỏi trách nhiệm vì vậy hắn thoải mái đi tiếp nhưng hắn không biết rằng quyết định này sẽ khiến hắn hối hận suốt đời khi hoàng phủ hạo đi lên núi Thái tử cũng đang mang theo thị vệ từ một con đường khác tiến đến Dịch Phượng Các. Hai người giữ khoảng cách không xa, nhưng vì đi từ hai hướng khác nhau, không nhìn thấy nhau. Hai nén hương sau, hoàng phủ Hạo đã đến Dịch Phượng Các. Trong đình, thái tử đã ngồi sẵn. Hoàng phủ Hạo hơi ngạc nhiên khi thấy thái tử đến trước mình. Hắn nhìn quanh và hỏi, "Những người khác đâu?" Thái tử cười nói, "Không vội." Hôm nay ta mời ngươi đến sớm vì có vài lời muốn nói riêng với ngươi. Hoàng phủ Hạo cảm thấy kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều. Hắn tin rằng không có gì nguy hiểm vì thái tử thị vệ đông đảo, nên hỏi, mới nói. Thái tử đi tới bên Hoàng phủ Hạo, nói, ngươi không thấy kỳ lạ khi ta mời ngươi đến sớm và yêu cầu thị vệ của ngươi ở lại sườn núi sao? Khoảng chừng là có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng. Hoàng phủ Hạo không kiên nhẫn trả lời người không cảm thấy giống như muốn giết người diệt khẩu sao thái tử hỏi hoàng phủ hạo cười lớn người đùa sao thái tử không đáp lại ánh mắt yên tĩnh nhưng sâu sắc hoàng phủ hạo bỗng cảm thấy bất an lưng lạnh toát hắn bắt đầu nghiêng người để né tránh nhưng không kịp một lưỡi kiếm bạc từ phía sau đâm tới đó là thị vệ thiếp thân của thái tử hoàng phủ hạo vừa kinh vừa sợ nhận ra mình đã bị lừa. Hắn hét lớn, ngươi muốn làm gì? Thái tử mặt không biểu cảm, xin lỗi. Thị vệ của thái tử đồng loạt lao tới, hoàng phủ hạo tuyệt vọng hét lớn, phó tu kéo dài. Ngươi hại ta, tần quốc sẽ không tha thứ. Nhưng tiếng hét của hắn bị cắt ngang khi một lưỡi kiếm xuyên qua ngực, máu chảy ra hòa với đất lạnh. Tiếng gào thét của hoàng phủ hạo vang vọng qua hẻm núi, nhưng không ai nghe thấy. Ở phía dưới, thái tử và đoàn người của hắn dừng lại khi nghe thấy âm thanh mơ hồ. Thái tử nhíu mày, vừa nãy có ai gọi tên ta không? Các thị vệ nhìn nhau, không ai xác nhận. Thái tử suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc ta nghe nhầm. Trong thiên hạ, ngoài đế hậu, không ai dám gọi thẳng tên của thái tử. Hơn nữa, giờ này ở Dịch Phượng Các không có ai khác, vì các thiếp mời đều định giờ tị mới tới. Thái tử vốn quen đi sớm, nên giờ thìn đã lên núi, là người đầu tiên đến. Nghĩ vậy, thái tử tự nhủ vừa rồi chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn dâng lên chút bất an, khiến bước chân nhanh hơn. Khi đến dịch phượng các, từ xa thái tử đã thấy có người ngồi quay lưng trong đình, đó là Hoàng Phủ Hạo. Hắn bất ngờ khi thấy Hoàng Phủ Hạo đến sớm như vậy, liền tiến lên chào hỏi, không ngờ Hoàng Phủ Huynh đến sớm như vậy một chữ sớm còn chưa kịp nói ra thái tử vừa vỗ vai hoàng phủ hạo thì hắn đã đổ gục xuống thái tử kinh hãi vội vàng kéo hoàng phủ hạo lại và khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thái tử hét lên kinh hãi và buông tay hoàng phủ hạo trợn mắt miệng mở to trông cực kỳ phẫn nộ và kinh ngạc y phục của hắn ướt đẫm nơi ngực đã bị máu nhuộm đỏ chuyện gì thế này thái tử trong lòng hoảng hốt đầu óc bàng hoàng hoàng phủ hạo đã chết sao có thể như vậy hắn chưa kịp phản ứng thì một nhóm người mặc trang phục thị vệ lao tới nhìn thấy hoàng phủ hạo nằm chết họ giận dữ hét lên lớn mật dám mưu hại thái tử điện hạ nạp mạng đi và lao tới tấn công thái tử thái tử cũng mang theo thị vệ họ không thể để thái tử bị thương nên nhanh chóng đối đầu với nhóm thị vệ kia lúc này thái tử mới hiểu những kẻ tấn công là thị vệ của hoàng phủ hạo nhưng sao thị vệ của hắn lại ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện thái tử cố giải thích bản cung vừa mới đến hoàng phủ huynh đã bị hại từ trước không phải do bản cung làm một thị vệ đầu lĩnh hét lên nói dối chúng ta chờ ở sườn núi nghe thấy thái tử điện hạ hô lên chính ngươi đã hại hắn chúng ta đến không kịp nhân chứng vật chứng đều có ngươi làm sao chối cãi dứt lời hắn tiếp tục lao tới thái tử vừa được thị vệ che chở vừa bàng hoàng hoàng phủ hạo gọi tên hắn chuyện này vô lý thái tử nghĩ lại trước khi đến dịch phượng các hắn dường như nghe có người gọi tên mình không lẽ đó không phải ảo giác mà là thật nhưng tại sao hoàng phủ hạo lại gọi tên hắn thái tử cố gắng giải thích bản cung mới tới đây không phải bản cung hại hắn minh tề cầu tặc ngươi lừa thái tử điện hạ ra đây lại để thị vệ ở sườn núi để tiện hạ độc thủ thù này không báo tần quốc uổng làm người thị vệ hét lên thái tử như bị xét đánh thiếp mời cho hoàng phủ hạo là hắn tự mình viết để nhất kiến chung tình thêm tự nhiên thái tử hẹn hoàng phủ hạo ra phẩm hương nhưng không hề nhắc đến việc để thị vệ ở lại sườn núi một thị vệ bảo vệ thái tử nói điện hạ chúng ta không chịu nổi lâu nữa Người không thể mạo hiểm, nên rời đi trước. Thái tử nhìn thấy tình hình, hiểu rằng Hoàng Phủ Hạo đã chết, không thể sống lại. Thị vệ của hắn chắc chắn biết mình không thể thoát tội nếu về Tân Quốc, nên đang quyết tâm đổ lỗi cho thái tử và tìm cách đồng quy vô tận. Những đòn tấn công của họ rất mạnh mẽ, thị vệ của thái tử khó lòng chống đỡ. Thái tử do dự, nếu hắn bỏ đi mà không giải quyết mọi chuyện, thì như ngầm thừa nhận tội lỗi nhưng nếu không đi hắn có thể mất mạng cắn răng quyết định thái tử nhìn hoàng phủ hạo lần cuối thầm nghĩ đi dịch phượng các vẫn chìm trong sự yên tĩnh bên ngoài chưa ai biết chuyện gì xảy ra thẩm đông lăng và vương bật đang ngồi trong xe ngựa xe ngựa vẫn đi lên núi còn cách chân núi một đoạn họ hôm nay chỉ đến để làm nhân chứng nên đi sớm quá cũng không ổn hơn nữa từ thẩm trạch đến dịch phượng các khá xa nên họ đi chậm một chút theo kế hoạch của Vương Bật. Thẩm Đông Lăng tựa vào lòng Vương Bật, cười nói, phu quân hôm nay tâm tình trông rất tốt. Vương Bật ôm nàng, có gia nhân bên cạnh, tâm tình tất nhiên tốt. Nghĩ đến hôm nay, hắn thấy địa vị của mình trong lòng thái tử sẽ được nâng lên, càng thêm đắc ý. Viên ngoại lang quý phủ giàu có nhờ buôn bán muối lậu, nhưng đó là tiền đen, phải luôn đề phòng bị tố giác, có thể khiến cả phủ gặp nguy hiểm khi không thiếu tiền quyền thế trở nên quan trọng hơn hắn cũng muốn có thể một lần đạt được thành công vĩ đại vương bật là người của thái tử trước kia trong số các hoàng tử thái tử tuy rằng có danh nghĩa chính thống nhưng lại không nổi bật nhưng giờ đây khi các hoàng tử khác tranh quyền đoạt lợi văn huệ đế càng coi trọng thái tử hơn thấy thái tử dễ kiểm soát văn huệ đế có ý muốn nâng đỡ thái tử thái tử cũng dần thay đổi tác phong khiến những người theo thái tử cũng dần sinh ra dã tâm. Hơn nữa, vương bật nhìn sang người phụ nữ trong lòng, từ khi lấy thẩm đông lăng, hắn càng nhận ra rằng việc an phận như trước tuy ổn định, nhưng không thể nổi bật. Sống ổn định mấy chục năm, đến khi già rồi thì có ý nghĩa gì? Thẩm đông lăng rất hợp ý hắn, dường như luôn cổ vũ hắn làm những điều mà trước đây hắn không dám nghĩ đến. Vương bật trong lòng rất vui mừng, bây giờ chỉ cần thẩm diệu thành công, Thái tử kế thừa đế vị càng chắc chắn, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn cũng sẽ được hưởng phúc. Đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vương Bật vén rèm xe lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Một người thị vệ chạy tới, Vương Bật nhận ra đó là người của thái tử. Thái tử đã từng phái người này đến truyền tin vài lần, nên Vương Bật khá quen mặt. Nhưng lúc này, sắc mặt người kia thật không dễ nhìn hơn nữa, y phục còn rối tung. Hắn vẫy tay với Vương Bật, nói, Vương Đại Nhân, có vấn đề rồi. Thẩm Đông Lăng ở trong xe nghe thấy, liền căng thẳng. 179. Đều thuộc về ngươi. Sự việc dường như chỉ qua một đêm đã biến đổi hoàn toàn, từ Xuân Phong đắc ý vô hạn vinh quang chuyển thành phiền toái đếm không xuề. Vương Bật và Thẩm Đông Lăng không thể ngờ rằng Hoàng Phủ Hạo lại bị Thái Tử giết chết họ không rõ chuyện gì đã xảy ra, mặc dù thị vệ của thái tử luôn khẳng định rằng thái tử không động thủ với Hoàng Phủ Hạo, và khi thái tử đến dịch phượng các, Hoàng Phủ Hạo đã chết rồi. Tuy nhiên, thị vệ của Hoàng Phủ Hạo lại không tin điều đó. Hiểu lầm đã tạo thành, và một khi đã đổ máu, mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thẩm Đông Lăng giữ vẻ mặt bình tĩnh, an ủi vương bật, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Nhưng trong lòng nàng như rơi vào vực thẳm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Vương Bật là người đưa ra kế hoạch, Thái tử mượn Hoa Hiến Phật mời hoàng phủ Hạo đến để thưởng thức hương, nhưng lại xảy ra vụ án đẫm máu này. Vương Bật bị coi là nguồn gốc của mọi tai họa. Dù việc này không liên quan trực tiếp đến Vương Bật, nhưng hoàng thất nổi giận, liên lụy đến nhiều người, Vương Bật khó lòng thoát khỏi trách nhiệm. Ngay cả khi thái tử chứng minh được sự trong sạch của mình, thì việc mời hoàng phủ hạo là do vương bật đề xuất dẫn đến cái chết của hoàng phủ hạo tần quốc chắc chắn sẽ không giảng hòa và thái tử cũng sẽ giận dữ với vương bật nhìn chung vương bật không thể tránh khỏi trở thành kẻ chịu tội vương bật hiểu ra điều này sắc mặt vô cùng khó coi hắn bình tĩnh hơn thẩm đông lăng một chút nói trước hết hãy về phủ sau đó đến gặp thái tử hỏi rõ ràng sự tình Hoàng phủ Hạo sao lại chết? Ai đã giết hắn? Tại sao hoàng phủ Hạo lại gọi tên thái tử? Chuyện này rắc rối phức tạp, phải biết rõ mới tìm được cách đối phó. Phu xe quay đầu ngựa hướng về phía thành, Thẩm Đông Lăng đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Ngũ muội muội đâu rồi?" Vương bật sững sờ, kế hoạch ban đầu dù được thái tử sử dụng là vì Thẩm Diệu. Thẩm Đông Lăng đã tính toán thời gian để gần như cùng lúc đến Dịch Phượng Các với Thẩm Diệu nhằm thể hiện tỉ muội tình thâm. Nhưng bây giờ họ đã dừng lại một lúc, theo lý thẩm diệu cũng đã đến nơi. Tuy nhiên, đường núi trống trải, không thấy dấu hiệu của xe ngựa nào khác. Thẩm diệu tại sao không đến? Vương Bật biết thẩm diệu là đường muội của thẩm Đông Lăng, nổi tiếng nhờ quyền lực của thẩm Tín, nhưng không biết nhiều về tính cách của nàng. Thẩm Đông Lăng từng chứng kiến thẩm diệu đối phó với nhị phòng và tam phòng, trong lòng nàng chợt lạnh đi. Nếu Thẩm Diệu không đến, tại sao lại đúng lúc như vậy? Lẽ nào Thẩm Diệu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Trên đời không ai có thể biết trước, lẽ nào việc này có liên quan đến Thẩm Diệu? Dù thế nào, Thẩm Đông Lăng cũng không thể tin rằng Thẩm Diệu có thể dễ dàng giết Tần Quốc thái tử. Vương bật hiểu lầm ý của Thẩm Đông Lăng, nói, đúng vậy, nếu Thẩm Ngũ tiểu thư cũng ở đây, sự tình sẽ thuận lợi hơn. Hắn nghĩ có thêm người thì trách nhiệm sẽ được chia đều. Thẩm diệu có mặt, văn huệ đế cũng sẽ không quá làm khó hắn, mà trừng phạt hắn một mình sẽ không công bằng. Vì vậy, thẩm diệu có mặt sẽ giúp vương bật đỡ lo lắng hơn nhiều. Hắn nói, chúng ta trước hết về phủ, không chừng thẩm ngũ tiểu thư đã trở lại. Xem xét tình hình của thái tử rồi quyết định. Thẩm đông lăng gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khổ nàng cảm giác rằng thầm diệu chắc chắn không trở lại, chỉ sợ thầm diệu từ đầu đã không có ý định đến dịch phượng các. Thầm diệu, đối thủ này còn đáng sợ hơn nàng tưởng. Trong xe ngựa, la đàm trà sát mồ hôi trên chán, nói, vậy phải làm sao bây giờ, đã trễ thế này, giờ đi dịch phượng các chắc không kịp nữa. Khi xe ngựa của họ đi qua khu phố phồn hoa, không may va phải một lão phụ nhân. Bà lão ngất xỉu tại chỗ, thẩm ra không thể bỏ mặc mà đi thẩm diệu và la đàm đưa bà lão đến y quán gần nhất đảm bảo bà được chăm sóc rồi mới rời đi hành động này của họ tự nhiên giành được nhiều lời khen ngợi từ bách tính khiến mọi người cảm thấy cô nương tử tướng quân phủ không những không kiêu ngạo mà còn rất biết quan tâm đến dân chúng thực sự là một phẩm cách hiếm có dù vậy việc làm này cũng khiến thời gian bị trôi qua không ít giờ nếu họ muốn lên đường tới dịch phượng các e rằng khi tới nơi cũng đã là buổi trưa. Thẩm Diệu suy nghĩ một hồi, rồi nói, không đi nữa. Ôi, La Đàm đang tìm cách giải quyết vấn đề, bất ngờ nghe Thẩm Diệu nói vậy, liền ngạc nhiên hỏi, sao lại không đi? Tiểu biểu muội không phải ghét nhất việc nói không giữ lời sao? Thẩm Diệu cười đáp, phẩm hương phải chú trọng thời gian và địa điểm. Dịch Phượng các đẹp nhất vào buổi sáng, khi đó không khí trong lành thích hợp nhất để thưởng hương. Đợi tới buổi trưa hay buổi chiều, khi trời đất hỗn độn, sẽ khó mà cảm nhận được hương thơm tinh khiết. Không thể để người ta chờ chúng ta, như vậy không hay. Nàng gọi Mạc Kình đến và bảo hắn dùng bồ câu gửi tin đến dịch phượng các, giải thích rằng nàng và La Đàm vì có việc bất ngờ nên không thể đến được. La Đàm tuy có chút tiếc nuối, nhưng vốn không hứng thú với việc phẩm hương. Được dịp ra ngoài, nàng liền lôi kéo thẩm diệu đi dạo. Thẩm diệu thấy thời gian còn sớm, lại có A Chí và các thị vệ theo bảo vệ, liền đồng ý. Ai ngờ la đàm quá phấn khởi, nên cuộc dạo chơi kéo dài đến tận trạng vạng khi họ trở về thẩm phủ. Khi xe ngựa vừa tới cửa phủ, gã sai vặt liền cười nói, cô nương trở về thật đúng lúc, phu nhân và lão gia cũng vừa mới về đây. Thật vừa khéo để ăn cơm tối. La Đàm vui vẻ kéo tay Thẩm Diệu, nhanh chóng bước vào cửa. Không ngờ khi vào chính sảnh, thấy La Tuyết Nhạn đang nói chuyện với Thẩm Tín, thấy Thẩm Diệu và La Đàm trở về liền tỏ vẻ sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói, Kiều Kiều, Đàm Nhi, các con đã đi đâu? Hôm nay viên ngoại lang phủ vương phu nhân mời chúng con đến dịch phượng các thưởng hương, nhưng trên đường xe ngựa vô tình đụng phải một lão phụ nhân, chúng con phải chăm sóc bà, khiến thời gian bị trễ, nên đã xin lỗi và không đi nữa. Con và biểu tỷ tiện đường đi dạo một chút. Cha, mẹ, có chuyện gì đã xảy ra sao? Thẩm Diệu nhắc đến viên ngoại lang phủ Vương phu nhân thay vì Thẩm Đông Lăng, rõ ràng muốn giữ khoảng cách, không muốn liên quan đến Thẩm Đông Lăng. La Tuyết Nhạn không chú ý đến điểm này, chỉ thở dài nhẹ nhõm, nói, thật làm ta sợ chết khiếp, tần thái tử hôm nay bị ám sát tại Dịch Phượng Các tất cả những người có liên quan đều bị bắt vào đại lao thẩm vấn. Vương Bật nói con cũng ở đó, nhưng không ai thấy con. Ta và cha con vội vã trở về, thấy các con không ở nhà, tưởng đã xảy ra chuyện. La Đàm sững sờ, bị ám sát. Ai dám làm điều đó giữa ban ngày ban mặt? Thị vệ của Tần thái tử kém cỏi đến mức không bảo vệ được chủ tử sao? Trái với sự kinh ngạc của La Đàm, Thẩm Diệu vẫn bình tĩnh nói, yên tâm con và biểu tỷ không đi Dịch Phượng Các. Hôm nay trên đường sông vào lão phụ nhân, rất nhiều bách tính đã chứng kiến, chúng con còn ghi danh húy. Những bách tính đó có thể làm chứng cho chúng ta, rằng chúng con không thể có mặt ở Dịch Phượng Các vào lúc đó. Trước mặt mọi người không thể giả mạo, Thẩm Diệu cũng không thể phân thân, nếu nàng ở phố phường thì sao có thể đồng thời ở Dịch Phượng Các? Thẩm Tín hừ lạnh, Vương bật thật là to gan dám vu khống người của thẩm gia xem ra vương gia muốn kéo chúng ta xuống nước la tuyết nhạn cũng giận dữ nói thẩm đông lăng là người thân mà lại có tâm địa ác độc như vậy nào có lý nào tính kế người trong nhà thẩm diệu cười lạnh trong nhị phòng và tam phòng của thẩm gia làm gì có ai thật lòng đối tốt với chúng ta la tuyết nhạn và thẩm tín im lặng la đàm cảm thấy không khí nặng nề cười và nói Thật may hôm nay chúng ta may mắn, nếu không gặp lão phụ nhân, chắc chúng ta cũng đã đến Dịch Phượng Các. Hoàng phủ Hạo bị ám sát, chắc chắn thích khách rất lợi hại. Ta và tiểu biểu muội có thể bị liên lụy. Nói vậy, chúng ta phải cảm ơn lão phụ nhân kia mới đúng. Thẩm Diệu bật cười, vừa định nói gì thì nghe La Đàm tiếp tục, nhưng trong bái thiếp gửi cho chúng ta không nói gì về việc Tần thái tử cũng sẽ tới. Tần thái tử đến Phẩm Hương làm gì? Còn có ai khác bị thương không? Chưa kịp có ai trả lời, bên ngoài đã thấy Thẩm Khâu và La Lăng bước vào, vẻ mặt mệt mỏi. La Đàm quay lại nhìn thấy liền kêu lên, "Khâu biểu ca, Lăng ca ca, các ngươi sao thế này?" Thẩm Khâu và La Lăng trông rất bẩn thỉu, quần áo rối tung, trên người còn dính máu, trông cực kỳ chật vật. La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng hoảng hốt, La Tuyết Nhạn liền tiến lên kiểm tra, "Xảy ra chuyện gì?" thẩm khâu vội vàng giải thích đừng lo lắng không phải máu của con là của người khác la tuyết nhạn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không yên tâm la đàm liền hỏi khâu biểu ca các ngươi đi bắt thích khách ám sát tần thái tử sao thích khách có phải rất lợi hại không thẩm tín nhíu mày hỏi thẩm khâu có phải như vậy không thẩm khâu và la lăng nhìn nhau ánh mắt đầy quái lạ một lát sau thẩm khâu để hạ nhân rời khỏi chính sảnh, rồi nhìn thẩm diệu và la đàm, thẩm diệu cười nói, ta và đàm biểu tỷ sẽ không nói ra đâu, đại ca có gì cứ nói thẳng. La đàm vội vàng giơ tay biểu thị sẽ giữ kín. Thấy thẩm khâu trịnh trọng như vậy, thẩm tín và la tuyết nhạn cũng nghi ngờ. La lăng gật đầu, thẩm khâu thở dài, rồi nói, hôm nay binh bộ thành thủ đều đi cản người, nhưng không phải bắt thích khách ám sát hoàng phủ hạo, mà là thị vệ của Hoàng Phủ Hảo Thị vệ, là tuyết nhạn nhíu mày, lẽ nào họ muốn minh tề cho thuyết pháp, đã gây rối không thể tách ra. Là tuyết nhạn không có thiện cảm với Tần Quốc, vì Tần Quốc vốn mới khai quốc, không có lịch sử gì đáng kể, từ Hoàng Thất đến Bách Tính đều rất ngông cuồng. Dù Tần Quốc có quốc lực mạnh hơn minh tề, nhưng mỗi khi biểu hiện sự ngạo mạn, thực sự làm người khác khó chịu. Ngược lại cũng không phải. Thẩm khâu do dự một chút rồi nói, thị vệ của Hoàng Phủ Hạo nói rằng kẻ ám sát Hoàng Phủ Hạo chính là Thái Tử. Hiện giờ, họ đang kéo nhau đến Đông Cung để giết Thái Tử báo thù cho Hoàng Phủ Hạo. Thái Tử giết Hoàng Phủ Hạo. Thẩm tín lập tức đứng phát dậy, không thể nào. Chẳng những Thái Tử không có đủ sức lực để làm việc này, mà hiện tại Minh Tề cũng đang muốn liên kết với Tần Quốc để đối phó với Đại Lương. Giết Hoàng Phủ Hạo chỉ làm Tần Quốc phẫn nộ, đồng minh tan rã và tự tạo thêm kẻ thù. Thái tử không thể ngu ngốc đến mức tự hủy hoại kế hoạch của mình. Ta cũng cho rằng không thể. Thẩm khâu nói, nhưng các thị vệ đó đều khẳng định đã nghe Hoàng Phủ Hạo gọi to tên thái tử, cáo buộc thái tử là hung thủ. Họ là thị vệ của Hoàng Phủ Hạo, không có lý do gì để vu oan cho người khác và để hung thủ chạy thoát. La Tuyết Nhạn hỏi, thị vệ của Hoàng Phủ Hạo không đi cùng cậu ta sao? tại sao lại nói là nghe thấy đây chính là điểm đáng ngờ la lăng tiếp lời theo lời các thị vệ thái tử đã mời hoàng phủ hạo đi phẩm hương và đã gửi thiếp mời hoàng phủ hạo được yêu cầu để thị vệ ở lại sườn núi và tự mình đi vào nhưng thái tử lại nói trong thiếp mời không hề đề cập điều này quan sai đã đi tìm thiếp mời nhưng thiếp mời đã bị hoàng phủ hạo vứt đi hiện tại không có chứng cứ Hai bên đều kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, tình hình rất căng thẳng. La Đàm lẩm bẩm, thái tử mời hoàng phủ Hạo đi phẩm hương, nhưng tại sao trong thiếp mời của vương phu nhân gửi cho ta và tiểu biểu muội lại không nhắc đến điều này? Cả phòng người bỗng im lặng. Mọi người đều chỉ quan tâm đến mối nợ giữa thái tử và hoàng phủ Hạo, mà quên mất thẩm diệu. Lời của La Đàm khiến tất cả nhận ra, thái tử và hoàng phủ Hạo đều được mời đi phẩm hương nhưng tại sao lại mời thêm thẩm diệu và la đàm la đàm không có liên quan gì đến định kinh thành nhưng thẩm diệu là con gái thẩm tín khi thẩm đông lăng gửi thiếp mời không thể không biết thái tử và hoàng phủ hạo cũng sẽ đến vậy tại sao lại không nhắc đến thẩm diệu là quên hay cố tình không đề cập nếu cố tình thì là đang có âm mưu gì mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh la tuyết nhạn nói không được phải đi hỏi rõ thẩm đông lăng nương thẩm khâu ngăn lại thẩm đông lăng và vương bật đã bị tống vào lao lúc này không thể đi gặp họ nếu bị nghi ngờ có liên quan sẽ không tốt hai thái tử cùng đi phẩm hương một người chết người còn lại bị coi là hung thủ văn huệ đế biết chuyện này sẽ tức giận không thôi ông ta phải tạm thời xoa dịu sự phẫn nộ của tần quốc nhưng cũng phải bắt giữ vài người để chứng tỏ minh tề công bằng làm việc Đương nhiên, cơn giận của Văn Huệ đế sẽ không dừng lại. Vương Bật là người đề xuất việc phẩm hương, tương đương với kẻ khởi sướng. Cơn giận của thiên tử không bao giờ cần lý do, Vương Bật còn đang trong giấc mơ xuân phong đắc ý, liền bị đánh nát. Không chỉ vậy, lần này hắn có thể giữ mạng hay không cũng khó nói. Vẻ mặt mọi người khác nhau, chỉ có Thẩm Diệu vẫn bình tĩnh như thường. Nàng nói, việc này không liên quan đến chúng ta. Cứ chờ xem bên ngoài xử lý thế nào. Thẩm Khâu chú ý đến biểu hiện của Thẩm Diệu, liền hỏi: "Muội muội, ngươi làm sao một chút cũng không kinh sợ khi nghe hoàng phủ Hạo bị ám sát và thái tử là kẻ giết hoàng phủ Hạo?" Thẩm Diệu mỉm cười, "Có gì phải kinh ngạc. Nếu thái tử muốn cùng hoàng phủ Hạo đơn độc thương lượng, trong quá trình thương lượng xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, dẫn đến thái tử kích động mà giết người, cũng không phải không có khả năng." Minh Tề trước đây cũng không thiếu vụ án tương tự, không có gì đáng ngạc nhiên. Thẩm Khâu không biết nói gì thêm, lời Thẩm Diệu tuy đúng, nhưng không khỏi làm mọi người có chút bối rối. Cái gì có thể khiến mâu thuẫn kịch liệt đến mức giết người, huống chi đối phương lại là một thái tử của một nước. Dù Văn Huệ đế có tức giận mất lý trí, cũng chưa chắc sẽ giết người dứt khoát như vậy. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều nhíu mày, Thẩm Diệu không cần nghĩ nhiều nhưng họ là quan lại trong triều, mỗi cử động nhỏ trong triều đình đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của họ. Hoàng Phủ Hạo chết ở Minh Tề, tội danh rơi vào Thái tử Minh Tề, khi Tần Quốc Hoàng đế biết tin, chắc chắn sẽ nổi giận. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cơn giận này? Đêm đó, không khí thầm trạch trầm lắng không phải vì đồng cảm với Hoàng Phủ Hạo hay Thái tử, mà vì lo lắng cho tương lai. Khi tạ cảnh hành đến tìm thẩm diệu, nàng đang đứng trước cửa sổ, Ngẩn ngơ. Hoàng phủ Hạo đã chết, kiếp trước hắn và Minh An công chúa khiến nàng trải qua 5 năm ác mộng khi bị làm con tin ở Tân Quốc. Minh An công chúa tàn ác, còn Hoàng phủ Hạo yêu thích hành hạ người khác, là Tân Quốc thái tử, hắn kéo theo nhiều người làm theo. Kỳ thực, Thẩm Diệu không có thủ án gì lớn với họ, chỉ là những ác ý và nhục nhã khiến nàng tích góp oán hận. Nếu không có kiếp này bọn họ lại tính kế lên đầu nàng. Thẩm Diệu có lẽ cũng không để ý tới. Giờ thì bọn họ đã chết, nhưng Thẩm Diệu lại có chút mờ mịt. Sống lại tới nay, Thẩm Diệu luôn tập trung vào việc báo thù và bảo vệ Thẩm gia khỏi việc đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Nhưng nếu gia tộc Phó còn tồn tại trên đời này, họ sẽ không bao giờ buông tha cho Thẩm gia. Kẻ thù của nàng từ đầu đã vô cùng mạnh mẽ, đòi hỏi Thẩm Diệu phải có tâm thế được ăn cả ngã về không. Đôi khi nàng tự hỏi liệu mình có thể đi đến cuối cùng hay không. Từ trên cây, một bóng người lướt xuống trước mặt thẩm diệu, khoát tay áo. Thẩm diệu giật mình, nhận ra là tạ cảnh hành với nụ cười tinh nghịch, hắn nói, nghĩ gì mà xuất thần thế. Thẩm diệu bực tức muốn đóng cửa sổ lại, nhưng tạ cảnh hành nhanh chóng ngăn lại, thuận thế nhảy vào phòng, một tay giữ vai thẩm diệu không cho nàng nhúc nhích, một tay đóng cửa sổ, nói, cẩn thận đông choáng váng đứng ngoài góc tường, Tòng Dương ngạc nhiên nhìn vào. Thẩm Diệu hất tay tạ cảnh hành ra, ngồi xuống trước bàn, hỏi, xử lý thế nào rồi? Không thành vấn đề, tạ cảnh hành cũng ngồi xuống, ra hiệu Thẩm Diệu rót trà cho hắn. Thẩm Diệu nén giận rót trà cho hắn, đẩy chén trà qua, hỏi, ngươi chắc chắn tần quốc người sẽ không phát hiện. Không thể phát hiện được. Tạ cảnh hành cười cười, không phải ai cũng thông minh như chúng ta, khen người rồi tự khen mình thầm rượu lườm hắn một cái nhìn người thanh niên áo tím đối diện chậm rãi uống trà lòng nàng khẽ dậy sóng chuyện hôm nay chính là do nàng và tạ cảnh hành bày ra tạ cảnh hành có nhiều thuộc hạ tài năng từ dịch dung tinh xảo mô phỏng giọng nói đến khả năng viết chữ giống hệt hoàng phủ hạo và thái tử chỉ là thay đổi thiếp mời và thời gian để hoàng phủ hạo và thái tử lên núi cách nhau một chút sau đó người của tạ cảnh hành dịch dung thành thái tử còn thị vệ cúi đầu sẽ dùng giọng thái tử nói chuyện hoàng phủ hạo và thái tử tuy quen biết nhưng không thân thiết càng không thể phát hiện sự thay đổi sau đó là một loạt hiểu lầm liên tiếp với người ngoài thái tử giết hoàng phủ hạo là sự thật không thể chối cãi tần quốc sẽ không giảng hòa không nói đến liên minh có lẽ còn muốn kết thù với minh tề đồng minh tan vỡ Văn Huệ Đế phải hy sinh người khác để xoa dịu Tần Quốc và khó tránh khỏi việc hy sinh Thái Tử. Người sao chắc chắn Hoàng Đế sẽ hy sinh Thái Tử? Tạ cảnh hành nhíu mày hỏi, dù gì đó cũng là con ruột của ông ta. Thầm Diệu mỉm cười, ngươi nhớ nhị thúc của ta không? Nhớ chứ. Lúc trước thẩm viên cũng là con ruột của ông ta, khi thẩm viên gặp nạn, ông ta vội vàng rũ sạch quan hệ. Hoàng đế cũng là người bình thường, Tình thân hoàng gia càng nhạt nhẽo, vì thiên hạ đại nghĩa, đại nghĩa diệt thân, lại có gì quan trọng. Dù biết thái tử bị oan, hoàng đế cũng chỉ có thể nuốt xuống nỗi đau này. Thẩm Diệu nói với vẻ mỉa mai, khóe mắt hiện lên sát khí nhàn nhạt. Tạ Cảnh Hành đăm chiêu nhìn nàng. Thẩm Diệu đối với gia tộc Phó có một sự thù hận thấu xương, dù nàng đã cố gắng che giấu, nhưng luôn có những khoảnh khắc không thể che giấu được những lúc đó bị tạ cảnh hành bắt gặp, hắn sinh nghi nhưng không ép hỏi. Hắn trêu chọc, ngươi thật như hiểu rõ hoàng gia, nói như thể tự mình trải qua vậy. Thẩm diệu cục mắt, thực sự là nàng đã trải qua. Sau khi gả cho phó tu nghi, phó tu nghi tranh quyền đoạt vị, giết chết huynh đệ của mình. Chín hoàng tử chết tàn tạ, có người mất tích, còn những người sống sót cũng bị diệt trừ khi phó tu nghi lên ngôi không để lại hậu hoạn đó là bản tính của gia tộc phó thị ngay cả giữa phó tu nghi và văn huệ đế cũng là cuộc đấu trí văn huệ đế đề phòng con trai đoạt vị phó tu nghi mong cha mình chết sớm trong thâm cung ai nói tình thân kẻ đó chính là kẻ ngu si đáng thương thay kiếp trước nàng không hiểu luôn tin rằng người sẽ luôn có tâm can nhưng quên mất phó tu nghi có thể ra tay với huynh đệ và cha mình thì cũng có thể ra tay với con mình. Thẩm diệu tại thâm cung, những cảm xúc yêu án hận của thiếu nữ đã bị mài rũa gần như biến mất. Tình cảm còn lại với phó tu nghi chỉ là vì hắn là cha của huyền du và phó minh. Thẩm diệu nghĩ không có người cha nào không thương con mình. Nhưng phó tu nghi cuối cùng đưa con gái mình đi hòa thân, ép con trai mình vào đường chết. Món nợ này, nàng nhất định phải tự mình đòi lại thấy thần sắc thẩm diệu biến đổi trong mắt hiện lên vẻ đau khổ tạ cảnh hành hơi nhíu mày không biết điều gì khiến thẩm diệu đau lòng hắn do dự một chút nhẹ giọng nói người có khó khăn gì có thể nói cho ta ta sẽ giúp người giải quyết thẩm diệu nhìn hắn người nói như thế có thể làm được nhưng nàng biết rõ tạ cảnh hành thật sự có thể làm được giết hai thái tử hắn nói giết là giết Thái tử và Văn Huệ đế biết bị hại mà không thể phản bác. Những thủ đoạn này chỉ có tạ cảnh hành mới có thể làm được. Hắn gan dạ, tài năng, nhưng cũng rất giàu hoạt, không ai bắt được nhược điểm của hắn, dường như không có việc gì hắn không thể làm. Nếu kiếp trước gặp hắn thì tốt biết bao, Thẩm Diệu nghĩ thầm. Nhưng nàng chỉ nói, nếu để ngươi thay đổi cả giang sơn, ngươi có làm được không? Tay cầm chén trà ngọc bích, Thanh niên áo tím cười cợt, dung nhan tuấn tú hiện rõ sự tự phụ tao nhã, tựa như hoa hải đường sinh ý xuân. Dù ánh mắt sắc bén như đao, giọng nói vẫn mang chút trêu chọc. Lật đổ hoàng quyền thôi mà, ngươi muốn, tất cả sẽ thuộc về ngươi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.